Mình đây anh nông dân ăn quả vải rất là ngon. Thì ngày hôm nay mình mua quả vải để ủng hộ người Bắc Giang vượt qua khó khăn của thời điểm này. Thì thế nào mình sẽ thử quả vải của Bắc Giang nhé. Này các bạn là ăn vải như thế nào? Cách của mình là cách của nước mẩy. Người nước mẩy chỉ ân vào cái cuống này rồi bóp đi. Hay là các bạn nếu có một cách khác thì comment dưới nhé. Ngọt lắm rồi. Thừa thế, nhiều nộp thế. Hương vị của quả vải là on top luôn các bạn ạ. Đỉnh của đường đây. Ở bên nước mẩy chắc là có một chỗ duy nhất là quê hương của mình ở bên Hawaii. Chắc chắn là có quả vải luôn. Ở bên Hawaii có hương vị là 100% giống nhau luôn. Quá được. Quả vải Bắc Giang ngon cực. Mình hy vọng các bạn có thể ủng hộ người Bắc Giang như mình và tất cả nông sản ở Việt Nam nữa. Ok, cố lên mọi người nhá. Cố lên. Goodbye nhé.